sâu. Thì từ ngàn năm nay người ta vẫn cứ chê bài, người nằm mập hay ôm ngực mông hoặc răng khác thường đều thành đề tài cho người ta hùa nhau ném đá. Thì làm sao? À cay sâu. Mà mình nộp hồ sơ cạnh tranh việc với gái xinh, bằng đại học như nhau, tài năng chẳng ai kém phần, thì thế là 100% chọn ngay đứa gái xinh. Chỉ vì sâu vãi linh hồn, tự mình nhìn vào gương ngôi sao cũng vãi cả linh hồn. Cả cuộc đời mình sao luôn luôn vây quanh những tiếng đồn, giờ làm gì để ta sinh lên không nghe những phát ngôn. Kiểu như là sâu vãi linh hồn là cụm từ mà ai nghe xong cũng thấy lòng rất buồn. Người bình thường mà nghe chê bai còn buồn đến đứt ruột, vậy thì người nào sâu bẩm sinh nghe xong có thấy buồn? Rất buồn, rất buồn, rất buồn, rất buồn, rất buồn. Khi mà trong cuộc sống người ta từng yêu và khao khát cái đẹp, nên tôi mong sao tôi cũng xinh đẹp, tôi đi tân trang cũng có sao đâu. Cái nên anh chết, cái nên anh chết cái đẹp cơ. Ôi rồi ôi, người ta thường nói tài năng thì ăn đứt cái đẹp, nhưng tí tôi đi khí xấu như mà ai đi xung quanh cũng sẽ tránh xa. Dung nhan nhân viên công ty phải ưa nhìn mà, làm ca sĩ cũng phải ưa nhìn mà, mở shop online phải ưa nhìn mà, làm MC cũng phải ưa nhìn mà, ra mắt gia đình xin yêu nhau dung nhan cũng cần phải ok.